Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn thêm một website kiếm tiền online ở nước ngoài nữa. Thì đây là một website kiếm tiền rất uy tín vì nó ra đời đã khá lâu, từ năm 2012 và vẫn hoạt động cho tới ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy được độ uy tín của nó. Mình bay cho lần rút đầu tiên chỉ 0.05 đô và các bạn có thể hoàn toàn rút về ví PayPal của các bạn. Ok, trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, các bạn nhớ like cũng như là đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để luôn theo dõi những video mới nhất mình mới ra chia sẻ cho các bạn, giới thiệu cho các bạn những ứng dụng, những website mới kiếm tiền online ở nước ngoài. Ok, và website mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay đó là website PetTravel. Thì đây là website mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Thì link đăng ký mình đã để dưới phần mô tả, các bạn click vào link sẽ mở ra được giao diện như thế này. Thì đầu tiên muốn kiếm tiền được với website này thì các bạn phải đăng ký tài khoản của mình và các bạn sẽ vào mục là Register để các bạn bắt đầu đăng ký tài khoản. Các bạn sẽ click vào Register thì nó sẽ xuất hiện giao diện cho các bạn đăng ký, điền các cái thông tin để đăng ký tài khoản. Thứ nhất là các bạn sẽ điền username, thì các bạn cứ việc điền username của các bạn rồi password, rồi lặp lại password, rồi các bạn điền mã số pin. Thì mã số pin này các bạn chọn từ ít nhất là 1 đến 4, 4 ký tự là ít nhất, thì các bạn phải chọn cái số pin này để các bạn rút tiền. Và tiếp theo nữa thì các bạn sẽ chọn viết cái tên của các bạn, rồi các bạn chọn giới tính và năm sinh. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn và verify lại địa chỉ email, sau đó các bạn sẽ click chọn captcha. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy captcha của nó là Visa, thì các bạn sẽ click vào đây, các bạn sẽ click vào Visa. Và các bạn sẽ click vào create account là xong. Thì lúc đó sẽ có một email xác thực để gửi tới địa chỉ email của các bạn nhớ vào mail của mình để click vào link để xác thực tài khoản của các bạn. Và khi xác thực xong thì các bạn đã hoàn thành cái bước để đăng ký tài khoản của mình và các bạn sẽ bắt đầu đăng nhập để tiến hành kiếm tiền với ứng dụng này. Thì sau khi tiến hành đăng nhập thành công thì nó sẽ mở ra giao diện như thế này. Thì đây là giao diện mà chúng ta sẽ kiếm tiền với ứng dụng PetTravel này. Thì các bước thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn các hình thức để kiếm tiền chính ở trên này, đó là các mục gồm có ở đây earning area, thì đây là các mục mà chúng ta sẽ kiếm tiền. Thứ nhất là pay to click, tức là click quảng cáo, thì các bạn sẽ click vào đây thì các bạn sẽ thấy được là một ngày các bạn sẽ có được bao nhiêu cái, thì một ngày các bạn sẽ có được bao nhiêu cái link để các bạn click. Thì giá của mỗi click thì dao động từ 0.0001 tới 0.001. Như các bạn thấy ở đây thì thời nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian chờ ở đây là 20 giây, thì ví dụ càng thấp thì số giây của nó sẽ càng thấp. Thì các bạn chỉ việc là click vào và giải cấp cho là xong. Thì các hình thức mà kiếm tiền với click quảng cáo này cực kỳ đơn giản, mình sẽ không làm ở đây nữa. Thứ hai nữa là pay to read, thì các bạn sẽ một ngày các bạn sẽ có 4 đến 5 cái để các bạn sẽ đọc, thì hình thức của nó cũng giống như click quảng cáo thôi. Và giá tiền ở đây, thì thời gian chờ ở đây 5 giây và giá tiền của nó sẽ hiện ở đây. Thì đây là những mục mà các bạn sẽ có thể kiếm tiền thêm. Và mục mà kiếm tiền để giúp các bạn kiếm tiền nhiều nhất đó là cái mục mà pay to sign up này, tức là các bạn đăng ký tài khoản cấp dưới của người khác đấy, thì các bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Ví dụ ở đây các bạn sẽ có được 25 offer này available, tức là có sẵn để các bạn kiếm tiền, và mỗi offer các bạn sẽ có được là 0.02 đô khi các bạn được verify thành công. Ví dụ ở đây các bạn chỉ việc là đăng ký tài khoản Scalic, các bạn click vào đây thì các bạn sẽ xem được cái nội dung này. Đó. Và các bạn sẽ chốt register and click all ads for 5 days, tức là các bạn đăng ký tài khoản cấp dưới, sau đó các bạn click 5 ngày thì các bạn sẽ nhận được 0.02 đô. Cực kỳ đơn giản. Tương tự như vậy, đây toàn bộ hạng mục ở đây đều là không, giá khởi điểm của nó đều là 0.02 đô hết. Ví dụ mình sẽ, các bạn thấy ở đây, and send me your Bitcoin upgrade, collect free Bitcoin là xong. Cực kỳ đơn giản đấy các bạn. Này, các bạn chỉ việc đăng ký này, sau đó các bạn send cái địa chỉ Bitcoin của các bạn ấy cho họ và họ sẽ trả cho các bạn là 0.02 đô. Cực kỳ đơn giản. Đây, username for sign up, rồi welcome or sign up verification, tức là cái này là cái địa chỉ email của các bạn đấy. Cực kỳ đơn giản nha, các bạn làm một cái hạng mục mà để làm nhiệm vụ này kiếm tiền. Thì tiếp theo nữa là cái hạng mục click exchange này. Click exchange nghĩa là trao đổi cái lượt traffic, cái lượt view website. Nếu bạn nào có website thì các bạn sẽ sử dụng thêm mục này để trao đổi cái lượt mà truy cập web của các bạn.
thì mục này các bạn sẽ không kiếm được tiền ở mục này mà chỉ dành cho những cái bạn nào mà có website thôi. Mục tiếp theo đó là mục click wall. Click wall này thì cũng nó là một mục bao quát của cái mục này, thì đây là một cái mục mà được bổ sung thêm. Hình như tất cả các trang đều có cái mục click wall này. Thì trong click wall thì nó cũng có các cái hạng mục như là click quảng cáo này, rồi làm nhiệm vụ này, offer này, offer này là khảo sát này, vân vân. Đây các bạn có thể click quảng cáo này. Rồi các bạn click vào task thì nó sẽ hiện ra mục các bạn liền làm nhiệm vụ. Đây các bạn làm nhiệm vụ 0.25 này, 0.5 này. Rất nhiều. Các bạn làm nhiệm vụ ở đây thì tiền nó sẽ tự động cộng về tài khoản này cho các bạn, cộng về cái tài khoản Cash Travel này cho các bạn luôn. Cực kỳ đơn giản. Ok, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các mục cái hạng mục mà rút tiền. Thì để rút tiền thì các bạn sẽ click vào mục account này, các bạn sẽ click vào mục account thì các bạn sẽ thấy được cái mục rút tiền. Ở đây nó thường xuất hiện cái dòng mà nốt này là yêu cầu các bạn cài Flash Player 6 nha các bạn, thì các bạn cứ việc click hủy đi, các bạn không cần nữa. Thì các bạn thấy ở đây thì khi các bạn đủ min pay là 0.05, các bạn đủ min pay là 0.05 đô thì các bạn sẽ click tiến hành là withdraw. Các bạn sẽ click vào mục withdraw để tiến hành rút tiền. Thì ở đây các bạn sẽ có hai hạng mục, hai phương thức để các bạn rút tiền, đó là rút tiền về với PayPal và thứ hai nữa là Perfect Money. Thì các bạn thấy cái minimum tức là cái min pay của nó là khác nhau hoàn toàn này. Ví dụ với PayPal thì các bạn sẽ mới có min pay là 0.05 đô và với Perfect Money thì các bạn sẽ có min pay là 1.05 đô và mức phí của nó đều là 2% như nhau. Thì các bạn nhớ là 0.05 đô là lần rút đầu tiên nha các bạn, và khi các bạn ở lần rút thứ hai thứ ba thì nó sẽ tăng lên. Ví dụ đầu tiên với PayPal thì 0.05, sau đến 0.1, 0.15, 25 nó sẽ tăng lên dần lên. Và với Perfect Money cũng tương tự như vậy, thì các bạn sẽ tiến hành ví dụ các bạn đủ min pay, ví dụ ở đây mình sẽ chọn PayPal này. Và các bạn sẽ click vào và ví dụ ở đây you do not earning request payment. Khi các bạn đủ min pay thì nó sẽ có mục payment và các bạn sẽ click vào payment để các bạn điền địa chỉ email PayPal của các bạn vào để các bạn rút tiền là xong. Nó cực kỳ đơn giản, nó không không có gì là phức tạp cả. Và 0.05 đô thì cực kỳ đơn giản cho các bạn rút tiền. Và mình đã rút thành công 0.05 đô ở cái trang này. Và mình sẽ show cho các bạn cái bằng chứng rút tiền. Thì đây, đây là cái bằng chứng rút tiền của mình. Thì mình đã rút được 0.05 đô trên ứng dụng này. Thì đây là một ứng dụng đó đã ra đời từ năm 2020 và nó là cực kỳ uy tín rồi. Và kiếm tiền, các hạng mục kiếm tiền ở đây cũng cực kỳ đơn giản và hiệu quả. Ok, với những gì mà mình chia sẻ thì chúc các bạn có thể kiếm được thật nhiều tiền với ứng dụng này. Xin chào và tạm biệt các bạn. Đừng quên cho mình một like cũng như một comment thật thiện chí.